tình cái thằng này. Không thể chấp nhận được luôn, không thể chịu đựng nổi luôn. Sao lại trên đời này có cái thằng như cái thằng 8 này không biết. Từ hồi quen nó đến giờ không có một cái lần nào, không có một cái lần nào mà nó đến nó đúng giờ. Không có uy tín để có lương chi, cái sức chịu hạn của con người đó là có giới thiệu chứ chứ. Không thể chấp nhận cái thằng này, không bao giờ hẹn hò gì cái thằng này. Đi đây rồi, ăn trổi bà nhá. My lại bị công an bắt đúng không? Đúng không? My đi tuyên truyền luật giao thông xong My lại vi phạm luật giao thông bị công an bắt đúng không? Bác mà bác, bác lặng đâu chứ. Mình là con người, chứ không phải cái con mà không có ý thức nào mà để bị bác khoan nữa. My làm như My có ý thức lắm đó. Thế là sao? Thế không bị công an bắt thì bị cái gì bắt? Tại vì con nào bắt đúng không? Con nào bắt xe? Con nào lái xe rồi? Ai nói chị nghe, sang bữa nay tan còn hơn tan xong nữa, tìm mua đổ xăng mà đi. Ai phải bỏ nguyên một ngày đi từ Thăng Bình ra tới về tốn này. Mà công nhận ông bò nữa đúng nghe. Đi một ngày đoàn, hạt một sòn không. Tôi mới học sao cô mô, mô, sao bé đâu. Hạt thì không hạt được chi, nhưng mà chuyện thì máng nhiều lắm. Vô đàn kể dần hạt, đi. Gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xúc động đậy với câu chuyện về một tấm gương vượt khó của chàng thanh niên có tên là Lê Văn Thường, trú tại tỉnh Tuyên Quang. Anh đã cùng chiếc xe máy của mình bon bon chặng đường 150 km từ Thanh Hóa tới Hà Nội chỉ để cướp 1 triệu đồng về bao bạn gái đi ăn. Cụ thể, Thường đã vào một cửa hàng tiện ích ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, dùng dao và đe dọa uy hiếp nhân viên bán hàng, cướp 1 triệu đồng. Một câu chuyện thật xúc động đậy, một bản án pháp luật đang chờ đợi anh. Mỗi lần đưa các cô đi ăn đi chơi mà không có tiền là thế đấy. Ủa, rồi tiền xăng đi từ Thanh Hóa đến Hà Nội rồi quay đầu về hết bao nhiêu ta? SOS, liên quan đến chuyện xăng tăng mấy ngày gần đây thì cộng đồng mạng đã thực sự dậy sóng. Tăng đi, tăng tiếp đi. Sáng hôm qua đã 26.000 một lít rồi. Trời ơi mô Phật á, sáng nay đã lên hơn 27.000 một lít luôn. Chạy con quay tàu mà đổ hơn 70.000 mới đầy bình xăng. Bên cạnh đó cũng có không ít bạn trẻ than phiền phải nghỉ làm vì đi làm ngày được 200.000 mà đổ xăng thì hết 120.000, mua que test Covid hết 80.000. Đúng rồi, dịch giả mà, dân chúng khổ lắm rồi, mà xăng còn lên giá nữa, khổ ơi là khổ. Xã hội này bây giờ mua xe đạp đi hết đi, đỡ tốn tiền đổ xăng. Đấy, nghĩ đến cái chuyện xăng tăng mà chán. My đừng có khinh chị, ta cả đời không đi xe máy lần mô nhưng mà xăng tăng người ta biết chứ. Cái gì hết đây? Thiệt ngay vậy, nói chuyện sang tem mà nhìn chiếc sàn thấy đa làng luôn. Trời. Bà bán bún đầu ngõ, nọ đi ăn bán bún bảo là tăng 5.000. Ui giời, hỏi lý do làm sao mà tăng những 5.000. Bảo là xăng tăng, tăng 5.000. Xong rồi cái chổi người ta quét ở với táo không cùn quá. Ta đi mua một cái chổi mới mà ta nhắm rồi nha. Trong cái cửa hàng đấy là cái chổi đấy là nó ở trong góc, là nó đóng bụi phải đến cả chục năm nay rồi, chứ hoàn toàn không phải là cái chổi mới nhập về sau khi xăng tăng nha. Nhưng mà My biết sao không? Bà bán hàng bà ấy bảo là tăng 5.000. Lý do xăng tăng như thế liên quan nó ốm người thêm tiền làm đến không ra. Tan thì mình tan ốc nhân. Mà chị kể gì này mới nhớ, hồi năm ngúa này có mấy cái trường đại học cũng là vì tình hình Covid nên là kêu là giảm mạnh học phí. Biết giảm bao nhiêu không? Giảm 200. Nhưng mà khúc niên mới quan trọng này, khúc niên mới ngỡ ngàng này. Thì dịch cũng gần ổn định rồi, sinh viên tới trường. Tăng nhẹ học phí. Tăng nhẹ nhiều? Chị đoán thử cô. Giảm mạnh học phí là giảm 200 đúng không? Tăng nhẹ học phí 2.000. Chị đúng rồi đó. Nhưng mà phải thay bo con số không nữa. Tăng nhẹ 2 triệu. Thế là coi như là
giảm mạnh là giảm 200 ngàn mà tăng nhẹ là tăng 2 triệu luôn. Đó, nói chung là... Ủa, mạnh với nhẹ kiểu gì vậy, không biết tính hả? Hắn phó vỡ mụa quy lực định lý vật lý này kìa, phó vỡ hết. Giỏi mạnh, hơ tràn, tay nhẹ, hơ triệu, kinh nào. Đấy thì là y như cái chuyện xăng đấy thôi. Mấy lần thông báo là xăng giảm mạnh á, mi thấy đó, giảm được 500-700 đồng. Xong đến khi tăng nhẹ nhàng 5-7 ngàn chứ nhiêu. Ta nói nghe, không phải chỉ có mỗi chuyện là xăng này, rồi là chuyện giảm phí này, mà ta thấy là cái chuyện mà nói vậy mà không phải vậy nha, hơi bị nhiều trong xã hội đấy. Rất phổ biến luôn. Cà khỉa, cà khỉa, cà khỉa. Ôi trời, đàn ông mấy người chuyên trị của cây văn đấy. Cái gì? Chúng tôi không đánh nhau, mà chúng tôi chỉ gọi là tác động vật lý hất nhẹ cái tay. Ui, hất nhẹ cái tay, bay hai cái răng. Chứ cho nú đàn ông mà mấy chị em phụ nữ không nú lợ đó. Cũng có cái kiểu nè, alo, gần tới đâu, xế nữa tới. Là thường là cái lúc đó là biết đo không? Đo ngủ trên giường, hạt là đo make up. Phải là gần tới là hơi tiếng rưỡi, bò tiếng cũng tới. Này này, đừng có nói các chị em, Mi đang kể chuyện chính cái cuộc đời Mi đấy. Ngày nào ta cũng đợi Mi, hôm nay ta đợi Mi từ sáng tới chiều em. Thì cái em là cái trường hợp ngộ lệ. Mà nú thầu chị do là chị đoan lồn ở căn Tinder nên chị ở sáng nay. Chứ chị nhớ mấy lần em rủ chị đi hả? Chù cho hạn tốn về ăn túi. Sang em make up với quánh sâu phán rang tới 11 giờ đây. Ăn túi thành ăn khuya luôn. Này này này, ta nói cho Mi biết nhá. Chưa thể nào bằng được đàn ông. Đàn ông bọn Mi là chuyên trị là cái gì? Em với cô ấy chỉ là bạn. Bạn gì hi hi ha ha ho ho trong quán cà phê thế? Ôi rồi bạn bè nào? Bạn gái, bạn trai thì có. Xong lại còn cái gì cơ? Ôi giời, chia tay em anh không sống nổi. Này ra Nghĩa Trang không có một thằng nào mà chết lý do là vì chia tay nhá. Xong lại còn cái gì? Chia tay em, anh sẽ không yêu thêm một ai khác. Trời, ngay hôm sau luôn, Trần Công Tám đã đính hôn với Nguyễn Thị Mai Mơ, ta còn lạ gì nữa. Nè không có nghe, con bé là bé bọn em, hát là có chồng có con rồi. Chứ mua mà yêu đương, chị nú rửa là đôi khi con gớ tụi em đính hôn rồi là ế luôn, là chị trách nhiệm đó. Ê, bạn bè thật hả? Bọn bè, đính hôn mà đính hôn. Thì ta cứ nói vậy, phải thôi. Đó, bà ứ thấy chưa? Em núa rồi mà, vừa trừ hai lắm. Ví dụ như vừa trừ ưng, giật chuyện lại thái rưỡi mà không vào rưỡi không tìm hiểu, xong đạt điều đầu đó. Lỡ đúng thì mình ngồi mình hỏi hay mình cười này kia. Còn xa thì... Xin lỗi, được chưa? Nhưng lẽ trừ lộn chay được. Xin lỗi. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, chị em như cỡ lậu kho. Mà chị thấy không, hồi nãy chiều chị em mình thống kê sơ mấy cái chuyện mà nú một rửa cho không phải rửa. Mà thấy quá trời quá đất luôn. Trời, quá nhiều đi. Mà đâu khi nghe, thò là những câu chuyện mà vui vẻ hờ hướng. Ví dụ như chị đầu mà em là đến hôn này kia thì rồi bỏ qua được. Chứ cũng có những cái câu chuyện mà hắn làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, rồi tiền của, rồi có khi rồi tính mạng con người nữa đó. Đúng, cái đấy thì đúng. Rất phải... nhiều cái mà kiểu nó điêu nó toa là hại người hại của chứ không phải chuyện chơi. Không phải giỡn mà nghe. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt diễn viên Quách Ngọc Tuyên 7,5 triệu đồng về hành vi thông tin từ thiện sai sự thật. Nam diễn viên này vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẫu thuật gấp, sau đó đã chia sẻ bài viết lên trang cá nhân để kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, hóa ra câu chuyện về em bé chỉ là một câu chuyện giả, một lời nói dối được bịa ra từ những kẻ trục lợi. Những người hâm mộ tin vào diễn viên Quách Ngọc Tuyên nên đã chuyển tiền cho kẻ trục lợi. Họ mất tiền nhưng chỉ đổi lại được lời xin lỗi. Lòng tốt không đến đúng người, đúng mục đích. Việc kêu gọi từ thiện nhưng không biết được chính xác câu chuyện là thật hay ảo rất dễ dẫn đến tình trạng bị lừa thành chuỗi. Chà. Đấy, bởi thế mới thấy kiểu ốm người không? Ngày xưa là nói dối, nói láo cho vui chứ đâu có ấy gì đâu. Nhưng mà bây giờ bữa nay là nói dối, nói láo, biện đặt, hại người. Thậm chí là lấy cả tính mạng của người khác ra để mà kiếm tiền trục lợi để hại người khác. Không chấp nhận được cái thời buổi bây giờ, kinh khủng. Nhưng mà công nhận nghe, trang cái không khí của những ngày đào tháng tư này, em lại chợt nhớ đến ngày mà cái ngày đặc biệt nhất. Đó là cái ngày toàn dân có bầu. Ngày toàn dân có bầu, làm gì có cái ngày nào như thế, ta chưa bao giờ nghe đến cái ngày nào như thế cả. Nè em nói chị nghe, cái ngày toàn dân có bầu á, là ngày đào tháng tư, là ngày 1 tháng tư, ngày có tháng tư đó. Ngày cá tháng tư thì liên quan gì đến cái ngày toàn dân có bầu?
trông cho đấy cái ngày đấy là chị biết không, trang bút là răng ảnh là nồ là trẻ em rồi phụ nữ này kia, đâu khi có đàn ông cũng đen nữa, que thử thơ hơ và không phải có bà là chị mà đâu khi chị biết không, cái đây có mấy đứa này con nít mới là học sinh tiểu học này cấp hơ cũng đú theo cái trend mà lồm hơ vạch đủ do. Công nhận ha, hầu nữa em toán là nam con, đến ngày nữa nam con nó đều hơ vạch em xõn luôn chứ. Bởi chị thấy không, toàn những câu chuyện dấu giòn cái ngày có tháng tư đó, mà trong những ngày có tháng tư này á, với là trong cuộc sống á, ngồi những cái dấu giòn lọc lừa cũng có những cái lời nuôi dấu nó dễ thương, nó lố nó hài hước lắm. Bây giờ trừ chị em mình đi ro mùa xem thôi, thử ràng này đi để em lấy xe. Mi lấy xe gì, Mi có tiền đổ xăng không, Mi đi lấy xe. Tìm mua đổ xăng. Đi bộ. Lời nói dối trước 20 tuổi. Trời, em làm chi biết nói dối anh? Em không biết nói dối là chết chân á. Sổ. Anh xin ba mẹ đi học. Lên xin tiền đi ăn sáng. Đi học lên trường. Chú nét chơi xong đi ra đi về thì không thấy chiếc xe đạp đâu. Mất xe đạp luôn. Thì ngày xưa em nói với ba mẹ em đi chơi, nhưng mà em đi chơi nét. Thì hồi xưa thì hồi cũng con nít mà, thì cũng có tiền, đóng tiền 200, hô lên 400. Lời nói dối sau tuổi 20 của bạn là gì? Lớn rồi, làm tiền cũng khó khăn. Ví dụ bây giờ mua đồ cho tặng cho ba mẹ, ví dụ mấy trăm nghìn, về nói với ba mẹ là 50.000 thôi. Cho ba mẹ đỡ buồn, đỡ lo cho mình. Còn kêu đi làm công ty, đo thực chất ra ngồi Grab, ngồi ngoài đường anh như vậy đó. Nếu mà ai còn ba mẹ thì nên quý trọng hơn thôi, đừng có nên nói dối. Mà đôi khi lời nói dối mà nó có ích cho ba mẹ thì cũng nên nói dối. Bố mẹ thường nói dối những gì? Mình ăn rồi, mình chưa ăn mà hắn có cái vấn đề trên ngon mà không biết mình ăn mình cũng kêu thôi. Mình no rồi để mình nhường cho con mình. Ba mới ăn đó. Mình muốn gửi tiền ra cho hắn nhưng mà nhiều lúc không có nè. Dạ. Cái rồi mà mình cũng kêu thôi. Để có mưa là sẽ có, nhưng mà rồi cũng chẳng có. Dạ, rồi. Nhưng mà vẫn sai sửa để cho con mình yên tâm hả? Dạ, cái đó. Dạ. Có chứ. Dạ. Thì đó là mình sai sửa hay là kia rằng? Mình sai sửa đồ rứt đó ra con. Để cho con mình khỏi lo hả đang con? Để cho con khỏi lo rứt đó cái trời anh. Đó quý vị thấy không? Trong cuộc sống không phải lời nói dối nào nó cũng xấu xí hết, mà nó còn phụ thuộc vào cái tâm của người nói. Tâm đặt vào đấy là tâm tốt hay là tâm xấu thì nó sẽ quyết định là cái lời nói dối nó là dễ thương hay là dễ ghét. Chị nói đúng đó. Giống như mà cái hầu mà mấy em mượn tiền chị đó, kêu là cho mượn tiền thứ bảy tuần sau trỏ đó, mà giờ trừ là bo nam rồi em chưa trỏ. Không phải là do em ốp mà cái tâm em tốt lắm, mà do cái ngày quốc đem nuôi dấu. Sau này tâm tao vẫn rất tốt, nhưng mà tao sẽ không bao giờ có tiền cho Mi nữa. Mà thôi, gót là cái chuyện này, chúng ta sẽ nối đến chuyện khó. Vâng, thì mọi người đừng quay đấu xem chương trình Tóm Cùng Bọn, Bọn Cùng Tóm trên kênh VTV Tóm vào lúc 20:05 thứ năm hàng tuần. Xin chào. Mà chị, sẽ nhân ngày có tháng tư này em nói luôn nhờ mấy hồi em đi trễ á. Không phải là do em hết xăng hay là công an bác này kia, mà là do em ngủ quay.